You and me stuck on the ocean now. Nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home. Our home, our home. Hi, chào mừng anh em đã quay trở lại với số tiếp theo của Nam Thái TV. Tiếp tục hành trình khám phá Bình Thuận thì mình sẽ đưa các bạn đến một địa điểm rất là tuyệt vời và nó được ví như một sa mạc Sahara thu nhỏ của Việt Nam. Vậy địa điểm này như thế nào? Bây giờ thì mời cả nhà đi theo mình nhé. Chúng ta sẽ cùng đi khám phá địa điểm đó. Và Bầu Trắng, và các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây là con đường đi vào Bầu Trắng, nó đẹp như thế này này. Nó thực sự nó rất là đẹp. Bầu Trắng là chính là bầu cát ở bên phía trên kia. Đây là khu vực được nhiều bạn trẻ check in nhất khi mà đến với Bầu Trắng, đó chính là cái đoạn khúc sang đường. Đường ở đây tuy vắng nhưng vẫn có xe ô tô chạy, nên là hãy nhớ quan sát đường thật kỹ trước khi ra ngoài đường chụp ảnh nhé. Bây giờ thì mời các bạn đi theo anh em mình. Chúng ta sẽ vào Bầu Trắng và leo đồi cát bằng xe địa hình nhé. Đi thôi. Mình hỏi là cái giá thì chị mình thuê ở đây là như nào để xe? Xe mô tô anh, mô tô 2 người 600 nghìn. Trong vòng thời gian bao lâu? 20 phút. 20 phút 600 là chạy mô tô cát thì đúng không? Dạ đúng rồi. Còn nhiều cô chia tay mà tại nhiều người cực tệ, nhiều người xin một số tiền mặt. Bye bye. Và anh em mình đã thuê được chiếc xe mô tô này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lướt lên đồi cát để xem đồi cát đây có đẹp không nhá. Mời cả nhà đi theo anh em mình nhá. Cái đoạn lên khiếp. Chưa đầu xuống còn khiếp hơn. Hai em chạy xuống cho anh chạy. Cho đây mà anh mà chạy xuống là gắm ba anh em vô cái cục cát luôn. Mình vừa mới bị rụng máy bay anh em ạ. Đồi cát ở đây rất cao và nó làm máy bay của mình đã va phải một cái đụn cát nào đó. Bây giờ chúng ta phải tìm thật nhanh, nếu không lát nữa gió thổi và cát nó sẽ phủ lên máy bay thì gần như là vô vọng để mà tìm ở trong cái đồi cát này. Ở đồi cát này thì anh mình đã rơi mất một con GoPro 7, còn mình thì đánh rơi máy bay. Nhưng mà rất là may là sau hơn nửa tiếng tìm kiếm thì cũng có thể tìm lại được nó, và nó chỉ mới chỉ bị vùi một phần ở trong cát thôi. Nên mọi người đến đây hãy cẩn thận về dụng cụ nhé. Ở đây địa hình rất phức tạp và gió thổi rất mạnh, như là khi mà rơi đồ hay là rơi điện thoại thì rất khó để có khả năng để tìm được đấy. Kết thúc cái cú trình là quá là bão táp luôn, bạo lực về tâm lý luôn anh em. Đây là quán thông địa ở trên đường từ Bầu Trắng đi ra ngoài An Phú, khá là nhiều món để chọn, nhìn ngon. Đây ở trên này có một khu phố toàn khu ăn uống, khi mà các bạn đi về phía An Phú đây có nhiều món nhìn ngon lắm.
ấy một cái ngăn nó chạy qua nó lấy á. Đây con gọi trước anh không cho con gọi. Rồi em nghe mày ngồi nhây gọi cá trước đi. Ở đây có món bánh đa. Sao một cái đĩa bánh đa rán á? Một bánh đa một cái. Hết rồi. Thôi 5 miếng em ăn nữa nha. À, ok được. Đó. Ở đây có món bánh đa chiên, cánh gà chiên này. Đấy, mực này, ngon. Đang quay hết pin. Đây là một món gì? Món rất đặc biệt. Ở bên trong còn có chả cá này. Ngon lắm. Các bạn đến đây nhớ ăn thử nhá. Chưa, gọi rồi ạ. Em đang gọi chưa? Gọi rồi. Cái xe có xà lăn, cánh gà chiên mắm, mực nướng món. Gọi cá 5 món. Chưa gọi. Chưa thấy cái gì, mỗi được bánh đa thôi. Đang quay hết pin. Nhìn chưa? Cô làm, nhìn ngon chưa? Đây này, chị sang mấy cho em này. Đây, mì của em nhỉ? Đấy, đây là mì hải sản đúng không? À. Ớt xào lăn của em luôn á. Cái này của ai đấy ạ? Ớt xào lăn này bên này của em luôn à. Thấy chưa? Đây rất là nhiều món của mình. Đấy, mực này cũng là của mình luôn này. À, rồi, có 3 thứ của em luôn á. Còn thiếu gà nữa à? Cánh gà. Gà bên đây, gà trên này đang chiên. Đấy, thế là 4 món của mình ở đây. 4 món của mình. Một đĩa gỏi nữa. Mày ăn hết cái quyển menu của nhà chị luôn. Cô ăn cô quay từng tiết ăn. Chia sẻ cho quán của chú, sau này anh em đến biết có quán. Đây là những món mà mình đã gọi này. Bánh đa rán này. Cái này là ếch. Ếch xào chua ngọt. Ếch chết tại miệng. Mực mực chiên tỏi ớt. Mì hải sản còn thiếu cánh gà với gỏi nữa. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phòng nghỉ khá là ok ở thị trấn Phan Rí Cửa, cách địa chỉ này khoảng độ 20 km, và đây cũng là khu vực gần nhất để các bạn có thể tiện để di chuyển sang Ninh Thuận, một nơi mà có rất là nhiều địa danh ở ngày hôm sau. Bây giờ thì mời bạn đi theo mình nhé. Đây nhá, cho các bạn xem phòng 350 ở đây không, rất đẹp mà đó. Phòng 350. Không, mình thấy phòng ở đây đẹp. Mình thực sự ở đây thấy phòng này mình cũng đã thấy hài lòng rồi. Đây là giếng trời anh em ạ. Đây là rất là thoáng. Ồ đấy chứ. Nếu mà phòng đôi mà hai giường, mà hai giường người yêu chẳng hạn. Đây mà hai người ở cái phòng này mà đi người yêu chẳng hạn thì nó làm rất thoải mái. Anh em mình đồ đạc nhiều và tối thì muốn mỗi người một chăn ôm lăn lộn, cho nên là muốn lấy cái phòng hai giường thôi. Chứ còn cái phòng này để mà có cả giấy men là nó rất hợp lý. Giấy men luôn này. Đấy, giấy mèn ở ngoài này, chứng tỏ ở ngoài này không phun thuốc sâu anh em ạ. Đây bây giờ thì chúng ta sẽ lên phòng 500. Lúc nãy là phòng 350. Như này, rất lịch sự, rất là rộng. Nhìn thấy gì chưa? Đây là nhà tắm nhá, vào gặp nhà tắm đầu tiên. Rất tuyệt vời luôn. Mỗi giường đều có hai ổ điện. Đúng với lại sở thích của anh Linh. Địa chỉ là 162 Lý Thường Kiệt, Phan Rí Cửa. Ok đấy. Nội thất mọi thứ rất là mới, đẹp nha. Ok, đó là một cái giá mà mình với anh mình sẽ sử dụng. Còn các bạn hãy lựa chọn phòng cho nó phù hợp với lại cái hoàn cảnh của mình nhé. Gặp lại anh em. Bye bye.